Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare chicken wing cooking hoisin sauce recipe. So let's enjoy with us. Chicken wing, that's 1 kilogram. Thêm sữa pro. Bây giờ anh cho bún tiêu một tí. Cú hồng cú đậm sáng. Tiêu ừ. Add some salt. Add black pepper. Tiết ông tiết đặt hình tròn tiết nước ngọt. Hãy thanh tập tập. Add some water. Đặt hình tròn tiết nước ngọt. Thank you.
Sauce, chili sauce, đặt tí tít mà, chấm ớt, sugar, chicken powder. Okay, now I start to make chicken wing with hoisin sauce. Ôi chưa vô vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Time to test it, so let's test with us.